Bạn có tiếc không? Cái người mà cùng bạn thức khuya, luôn chúc bạn ngủ ngon và chào buổi sáng bạn mỗi ngày. Và khi họ bận làm gì á, thì họ cũng đều nói với bạn. Và khi họ vừa hết bận, họ sẽ tìm đến bạn đầu tiên. Vậy mà cũng đến một ngày, không còn gì để nói với nhau nữa.